Mới đây, Hội Chữ Thập Đỏ quận Bình Thủy phối hợp với Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức tiếp nhận máu tình nguyện đợt 1 năm 2024. Trong đợt hiến máu lần này, Hội Chữ Thập Đỏ quận đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hiến 135 đơn vị máu. Năm nay, Hội Chữ Thập Đỏ quận Bình Thủy được giao chỉ tiêu vận động 2.104 đơn vị máu,